mình là Chris và hôm nay mình sẽ tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. Trời, câu đố của tôi ngày xưa. Đố các bạn, thấy dám ngày xưa đi đái bằng gì? Đáp án đầu tiên, bằng chim. Đáp án thứ hai, bằng cù. Đáp án thứ ba, bằng ống. Và đáp án chính xác của chúng ta là đi đái bằng cầu tiêu. Vua gọi hoàng hậu bằng gì? Vua gọi hoàng hậu bằng mình ơi. Vua gọi hoàng hậu bằng miệng. Rồi, suy nghĩ. Đường gì không có ổ gà mà xe vẫn đi được? Đường gì không có ổ gà mà xe vẫn đi được? Đường tăng. Đường tăng tạng. Tại sao Mỹ Nương chọn Thạch Sơn làm chồng? Tại vì không thể chọn làm vợ được. Con trai mà. What? What the fuck? Đúng rồi, chính xác. Lên đi 20 triệu. Về cái phần kiến thức của mình á thì quanh dùng vô, đặc biệt là dùng vùng game đó các bạn. Thì chắc câu hỏi của chương trình nhưng không có vùng game đâu, cho nên là chắc là lên đây là nhiều khi là nếu mà chương trình có xây cái xe mà có cái tầng hầm á là tôi chui xuống dưới luôn, âm điểm luôn. Ở tôi là cỡ đó, chung lên nổi. Ngoài game ra thì chắc mỗi cái biết chút chút. Anh Văn thì mình ổn nhất, nhưng mà chương trình chắc chắn không hỏi anh Văn. Mình sợ nhất là những câu hỏi về những cái bài ca, bài hát mà dân gian, hoặc là những cái lĩnh vực giống như là những cái thức ăn mà đặc sản của cái vùng miền. Mình cực kỳ giỏi cái đó luôn. Và các bạn hãy đón xem Chris đến với Nhanh Như Chớp nha.